Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Như vậy là bên nhà phát hành VNG đã ấn định ngày 22 tháng 6 chính thức ra mắt phiên bản mới, đó chính là cái phiên bản Thương Kiếm Như Mộng. Và trong video này mình sẽ tổng hợp lại tất cả những nội dung sẽ được cập nhật trong cái phiên bản này để anh em có thể nắm được cái thông tin để chúng ta tham gia trải nghiệm game tốt hơn. Đầu tiên chúng ta thấy là trong phiên bản này sẽ có sự xuất hiện của hai môn phái mới, đó chính là Nga Mi Thức Tỉnh và Tiêu Dao Thức Tỉnh. Thì con Nga Mi Thức Tỉnh nó gọi là con Diệt Ý và con Tiêu Dao Thức Tỉnh thì nó gọi là con Ngự Phong. Và hai kỹ năng của môn phái này thì mình đã có những cái bài phân tích chi tiết cho anh em, những cái bài việt hóa từ cái phiên bản bên Trung Quốc về rồi. Và cái link mình sẽ để lại trong cái phần bình luận của cái video này. Thì anh em muốn tham khảo thêm về kỹ năng thì anh em có thể kéo xuống phần bình luận, chúng ta kích vào cái link đó, chúng ta xem chi tiết kỹ năng của hai môn phái này nha. Và về hai môn phái này thì nó mạnh yếu thế nào thì mình sẽ có một cái bài phân tích đánh giá cho anh em là nên chơi môn phái nào trong cái phiên bản này ở trong cái video tiếp theo, thì anh em hãy đón xem cái video đó. Rồi, cái nội dung tiếp theo là gì đây? Nội dung tiếp theo là nó sẽ nâng cấp cái hoạt động Long Dược Chiến lên với tên gọi đó là Ba Thục Chiến em ạ. Thật ra nó chỉ đổi tên cái hoạt động thôi, chiến trường thì nó cũng tương tự như vậy, nó sẽ bổ sung thêm những cái tính năng mới ở trong đó. Thì trong cái chiến trường Ba Thục Chiến này á, thì nó sẽ có thêm một cái map mới cho anh em nữa, một cái map mới với những cái bản đồ mới để cho anh em có thể đóng chiếm. Và trong đây chúng ta sẽ có phần liên minh bang hội anh em ơi. Liên minh bang hội, chúng ta sẽ liên minh các server, các bang hội ở các server khác nhau để anh em có thể bảo vệ các lãnh thổ lân cận với nhau, nó sẽ dễ dàng hơn ha. Cái này thì khi mà hoạt động nó mở mình sẽ có những cái clip review cũng như là hướng dẫn chi tiết cho anh em về những cái phần này. Về phần thưởng thì đây chúng ta sẽ có thêm những cái con boss mới anh em ạ. Đây những con boss mới. Thì ở cái phần Long Dực Chiến thì anh em đã đánh những cái con rồng rồi, thì bây giờ lên Ba Thục Chiến thì anh em sẽ đánh những cái con boss khác. Và những con boss này thì cũng là phần thưởng những cho anh em những cái rương như vậy thôi ha. Đó là phần Ba Thục Chiến. Rồi, một cái cập nhật nữa là nó sẽ cho anh em rất nhiều ngoại trang trong cái phiên bản này. Đầu tiên là giới thiệu cho anh em về cái ngoại trang đó là Khinh Vũ Luyến Ca. Khinh Vũ Luyến Ca, cái này là ngoại trang giống như cái con đoàn thị, cái con đoàn thị thế anh em ơi. Nó có kiểu múa quạt, nói chung là chỉ đẹp ở cái phần múa quạt thôi, còn ngoại trang thì nó không khác gì con đoàn thị cả, cầm quạt. Rồi một cái ngoại trang đó là Danh Chấn Cửu Châu. Đây, mình sẽ cho anh em xem về cái hình ảnh của cái ngoại trang này. Đây, nó múa quạt anh em ạ. Nam thì sẽ cầm nón và nữ thì sẽ cầm quạt. Đó, như vậy. Đó. Tiếp theo là bộ ngoại trang Danh Chấn Cửu Châu. Bộ này thì khá là đẹp, với tông màu vàng, khá là đẹp nha. Và cái kiểu múa của nó thì nó sẽ có thêm một cái con phượng hoàng cho anh em tham khảo. Đây. Đó, có phượng hoàng và phía sau sẽ xuất hiện thêm một cái kinh thành nữa anh em ạ. Bộ này kiểu giống như quý sở tộc của anh em ơi, thì nó sẽ mang cái kiểu gọi là quý tộc nhiều hơn. Rồi, ngoại trang thú cưỡi, một cái con sư tử có cánh. Con này rất đẹp nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Sư tử màu vàng trong suốt và có cánh. Con này thì lúc trước mình cũng đã giới thiệu cho anh em rồi. Và nó cũng chung cái trailer này anh em ạ. Đây, hai cái ngoại trang thú cưỡi mới cho anh em đây. Đó. Cái ngoại trang, cái con này gọi là Thiên Hồng Linh Lộc nha anh em. Rồi, phần ngoại trang thì mình đi lướt qua nha. Mình sẽ giới thiệu tập trung vào những tính năng khác. Rồi, chi tiết về những tính năng ở đây rất là nhiều thì mình sẽ giới thiệu từng một cho anh em ha. Đầu tiên là nó sẽ nâng cấp danh tướng liên server. Thì ở trong danh tướng liên server này nó sẽ xuất hiện một con đồng hành 4S với tên gọi đó là Thành Cát Tư Hãn. Và trong cái bản đồ danh tiếng liên server này nó sẽ xuất hiện thêm một cái khu vực khác nữa anh em ạ. Rồi thì danh tướng liên server á, nó sẽ xuất hiện, điều kiện xuất hiện là máy chủ đã mở giới hạn tông sư level 29 nha. Thì chúng ta mới có được cái bản đồ của con Thành Cát Tư Hãn nha anh em ơi. Và những anh em trước đó thì chúng ta vẫn tham gia danh tướng liên server bình thường, nhưng mà chúng ta không có cái bản đồ để đánh cái con Thành Cát Tư Hãn nha. Thì lúc đó là 21:50 thứ hai hàng tuần, chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động lúc là 22 giờ. Thành Cát Tư Hãn xuất hiện tại bản đồ đó là Bộ Lạc Khất Nhang. Bộ Lạc Khất Nhang thì nó sẽ có hai bản đồ, một bản đồ trong và một bản đồ ngoài. Đây anh em, bên tay trái chúng ta là bản đồ trong và bên phải là bản đồ ngoài nha. Bản đồ ngoài nó sẽ rộng hơn, bản đồ trong thì nó sẽ nhỏ hơn. Nó giống như là anh em tham gia cái hoạt động Đạt Ma Động vậy đó, nó gần giống tương tự như vậy. Ở đây thì nó sẽ có chi tiết nè, anh em nào ban chủ á, thì có thể chọn cái vị trí điểm hồi sinh tại cái bản đồ ngoài nè anh em. Đây, bản đồ trong cũng có những điểm hồi sinh thì chúng ta có thể chọn được. Ở đây thì mình sẽ không chiếm cờ giống như là cái Đạt Ma Động,
Đạt ma động thì anh em phải chiếm cờ hồi sinh, còn trong này thì chúng ta chọn vị trí hồi sinh nha. Cứ 3 phút khiếp tiến quân sẽ được tạo mới ngẫu nhiên ở các vị trí khác nhau. Đây là bản đồ ngoài nha anh em, đây là con khiếp tướng quân. Anh em đánh con này thì có cái gì đây? Khi mà chúng ta đánh bại con khiếp tướng quân sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một là con boss nạp nhà A hoặc là con thành cát từ hãng nha. Nói chung này khi hoạt động nó ra mình sẽ làm cái bài review chi tiết cho anh em về cái hoạt động này để anh em có cái nhìn trực quan hơn về cách đánh cũng như là cách chọn điểm hồi sinh rồi cách đánh, cách chạy boss như thế nào. Cái này mình chỉ giới thiệu sơ sơ cho anh em. Rồi một cái điểm lưu ý là khi cái con boss thành cát từ hãng mà nó mất một cái lượng máu nhất định, nó sẽ biến mất đi và nó xuất hiện lại một vị trí ngẫu nhiên khác. Cái này tránh trường hợp nào ban mạnh mà đang ăn con boss rồi họ lại chiếm luôn con boss này anh em ơi. Như vậy nó làm cái kiểu này cũng khá là công bằng, anh em phải chạy boss lại từ đầu để chúng ta tìm kiếm vị trí của con boss cũng khá là mới lạ nha. Rồi về phần thưởng của cái hoạt động danh tướng liên server này á thì chúng ta sẽ có được gì đây? Chúng ta sẽ có đá hồn thành cát tư hãng âm và đá hồn thành cát tư hãng dương anh em ạ. Hai viên này thì một cái viên là dương sẽ tăng cho anh em cái sát thương bạo kích và sinh lực, cái này khảm trên nhẫn. Và viên âm thì sẽ tăng cho anh em sức mạnh và bỏ qua kháng tất cả, cái này mình sẽ khảm lên vũ khí nha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có con đồng hành thành cát tư hãng là đồng hành cấp 4S, nhưng mà không ai chơi đồng hành này đâu anh em ơi. Chắc chắn với anh em một điều rằng con đồng hành này hiện tại bên server Trung Quốc không ai chơi cả, bởi vì nó không thể nào dùng để thay thế cho con võ tắc thiên nha. Rồi chúng ta sẽ có thêm cái lệnh bài đó là thần dụ lệnh nữa. Rồi đó là cái hoạt động danh tướng liên server. Thì mình nhắc lại điều kiện tham gia đó là máy chủ đã mở giới hạn tông sư cấp 29 và ban hội phải thuộc top 5 điểm quy danh của server mới được nha anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp theo cái hoạt động thứ hai. Cái này là giới thiệu con đồng hành thành cát tư hãng đây, mình cũng sẽ giới thiệu sơ cho anh em. Cái này mình đã có clip giới thiệu cho anh em rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu lại nha. Thành cát tư hãng là đồng hành phẩm chất 4S và điều kiện mở sẽ xuất hiện máy chủ đã mở giới hạn cấp 109. Cái này mình cảm thấy nó hơi vô lý một chỗ nha anh em ơi. Cái hoạt động danh tướng liên server á, thì nó máy chủ mở giới hạn tông sư cấp 29 mới mở, đúng không? Nhưng mà con đồng hành thành cát tư hãng này thì xuất hiện ở máy chủ mở giới hạn cấp 109, có thể là nó sẽ đưa lên đấu giá thương nhân Tây Vực. Nhưng mà hơi phi lý một chút ha, mình cảm thấy nó hơi ảo một chút. Cái này chắc cần bên VNG xác nhận lại vấn đề này, bên nhà phát hành phép xác nhận lại thôi anh em ơi. Chứ mình nghĩ không thể nào xuất hiện sớm như thế này được đâu. Tại vì cả con Trương Tam Phong rồi những cái con đồng hành như là Đạt Ma rồi con Quang Vũ thì cái cấp rất là cao mới xuất hiện, mà con này lại xuất hiện sau cùng mà lại xuất hiện ở cấp máy chủ giới hạn cấp 109. Mình thấy cái điều kiện này nó hơi sai sai nè mà. Rồi về đặc tính kỹ năng của con này á, nó có tên gọi đó là Xâm La Vạn Tượng Bộ. Thì nó sẽ tăng cho anh em đó là cái sát thương cuối, triệt tiêu sát thương cuối, né tránh cơ bản và tỷ lệ thuộc tính. Nói chung là cái hiệu quả của nó gần giống như cái con Hoàng Nhan Hồng Liệt, nhưng mà nó sẽ có thêm một cái hiệu quả đó là triệt tiêu sát thương cuối cho anh em. Đó là cái hiệu quả của cái con này. Rồi, đó anh em thấy không? Đây là cái kỹ năng thiên phú của đồng hành, thì nó sẽ phản kích gây ra 400% sát thương và giảm của địch đi 5% hút sinh lực và 10% miễn sát thương bạo kích nha. Đó là hiệu quả cái kỹ năng thiên phú của con đồng hành. Tiếp theo một cái nội dung nữa đó là một chúng ta sẽ tiến cấp nội đơn lên bậc 2. Cái này mình cũng đã có từng giới thiệu cho anh em rồi, bây giờ mình sẽ làm lại. Khi phiên bản Thư Kiếm Như Mộng được cập nhật á, thì chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp cái cục nội đơn của anh em lên cấp 2. Và khi nâng cấp 2 thì sức mạnh của nội đơn sẽ được tăng lên rất đáng kể nha anh em ơi. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái điều kiện xuất hiện, đó là máy chủ đã mở giới hạn cấp 109 nha. Anh em có thể đến cái cửa hàng ngân sức á, để chúng ta mua một cái cấp hồn thạch. Đó, cái này thì cũng khá là rẻ thôi, không có mắc anh em ơi. Khoảng vài trăm ngân sức mình không nhớ. Cái này thì anh em mua về để chúng ta tăng cấp cái cục này lên. Hình như là mình nhớ là 980 ngân sức cái cục đó thì phải. Không nhớ chính xác nha anh em. Đó, khi mà anh em tăng cấp cục nội đơn lên cấp 2, chúng ta sẽ được hưởng những cái gì đây? Khi mà anh em tăng cấp nội đơn lên cấp 2 thì cái thuộc tính hộ chủ, thuộc tính hộ chủ là những cái thuộc tính này nè, ở trên đây ha, và thuộc tính đồng hành dưới này, nó cũng sẽ được tăng cấp theo. Ví dụ như anh em ở đây chúng ta có sinh lực cơ bản 6%, thì sau khi tăng cấp chúng ta lượng thân được thêm 2% nữa, đó là 8%. Đó, kháng hút sinh từ 3% lên tới 5% nha anh em ơi. Đây là những cái thuộc tính cố định nha, cố định. Khi mà chúng ta tăng cấp chắc chắn chúng ta sẽ được lên cái này. Và ngoài ra chúng ta sẽ được tăng cái giới hạn của cái thuộc tính ngẫu nhiên ở dưới này nữa. Khi mà anh em bắt đầu chúng ta
tối luyện chúng ta tẩy cái cục nội đơn á, thì những thuộc tính này nó sẽ được tăng thêm cái giới hạn lên, và nó sẽ xuất hiện cái phẩm chất cao nhất cho cái cục nội đơn cấp 2, đó là phẩm chất màu cam nha anh em. Đây, nội đơn với dòng phẩm chất màu cam. Đó, rất tuyệt vời. Và nếu như mà anh em chơi hệ nội đơn mà chúng ta chơi đầu tư thì phải nói là 4 cục nội đơn nó tăng khá là nhiều những chỉ số gọi là cực kỳ ngon cho nhân vật của anh em nha. Nội đơn thì mình thấy bên Việt Nam mình khá là ít người chơi, nhưng một số người cũng đã bắt đầu dần dần đang đầu tư về nội đơn anh em ạ. Rồi, tiếp tục về cái phần nó sẽ cập nhật cho anh em cái giao diện để xem thông tin nhân vật ở đây. Một cái giao diện rất mới, rất đẹp và rất rõ ràng cho anh em luôn. Cái này mình cũng đã có giới thiệu rồi, để cho anh em xem sơ sơ. Đây là cái giao diện chúng ta xem trang bị, bên này là thông tin thuộc tính. Bên này chúng ta sẽ có đồng hành, thuốc cưỡi, bí kíp, nội đơn, kinh mạch, môn khách tuyệt học. Anh em muốn xem thời trang thì chúng ta kích vô đây chúng ta xem thời trang nha. Đó là cái giao diện nó sẽ cập nhật mới như thế này. Rồi, một cái cập nhật cũng khá là thú vị cho anh em, đó chính là nó sẽ cập nhật thêm cái hệ thống trận pháp. Hệ thống trận pháp này á, nó sẽ gọi là gần như là kế thừa cái cũ và nó sẽ nâng cấp lên anh em ạ. Và trong này nó sẽ có những cái gì mới? Nó sẽ có thêm hai cái khu vực trận pháp mới. Mình ở đây gọi là ba lớp nha. Cái lớp ngoài cùng này là cũng là những cái trận pháp hảo hữu, rồi sư đồ, tình duyên, hiệp lữ, ban hội và kết bái. Là những cái trận pháp nó sẽ lấy từ cái những cái quyển cũ của anh em bình thường thôi. Và nó sẽ bổ sung thêm hai cái lớp ở trong. Hai lớp ở trong chúng ta sẽ có những cái trận pháp gọi là phúc thổ quyết anh em ạ. Thì cái này thì mình cũng mở từ những cái quyển trận pháp ra. Và quan trọng là cái lớp bên trong cùng đó là một cái trận pháp, nó sẽ có ba loại trận pháp, ví dụ là phong dương trận, rồi cái gì nữa, còn hai loại trận pháp gì nữa mình không nhớ. Và hai ba cái cục trận pháp này thì nó sẽ có từ các hoạt động, đó là mở rương tâm ma, anh em tham gia cái hoạt động đó là phó bản tổ đội, và anh em mở cái rương đó là thông thiên tháp, thì chúng ta sẽ có được ba cái cục trận pháp này. Về chi tiết của trận pháp này thì mình cũng đã có giới thiệu cho anh em rồi, thì mình bây giờ mình giới thiệu sơ sơ thôi. Cái này thì mình giới thiệu để anh em nắm được. Cái trận pháp này nó hỗ trợ khá là nhiều trong cái vấn đề anh em tham gia vào cái hoạt động tổ đội. Bởi vì trong trận pháp này bây giờ chúng ta có thể chỉ định được các cái thành viên, chúng ta thành viên nào để kích hoạt được phẩm chất nào của cái trận pháp nữa anh em ạ. Nói chung cái này để anh em đợi hoạt động ra đi, mình sẽ làm trực tiếp chi tiết lại một lần nữa để anh em hiểu rõ về cái trận pháp này. Cái này thì mình chỉ giới thiệu cho anh em thôi. Anh em nào mà có tích được những cái rương về thông thiên tháp, tích được những cái rương về tâm ma thì chúng ta sẽ mở ra được những cái trận pháp này rất là nhiều nha. Nói chung chơi cái này cũng hơi bị tốn kém về vàng, chứ cái này chỉ tốn vàng thôi chứ không tốn gì cả nha. Đây cái phần trận pháp đây anh em thấy là mình sẽ cộng tăng thêm cái tỷ lệ kích cơ bản ha. Rồi có cả sát thương bạo kích nữa anh em ạ. Nói chung một con số nhỏ thôi nhưng mà cũng hỗ trợ cho team anh em rất là nhiều trong cái vấn đề chúng ta đi BK tổ đội. Rồi nó sẽ có những cái chuỗi sự kiện mừng phiên bản, thì cái này mình giới thiệu sơ sơ cho anh em. Chúng ta sẽ có những cái sự kiện gì đây? Đầu tiên là gói quà lập hạ. Cái này nó sẽ mở từ ngày 22 đến ngày 2 tháng 7 anh em ạ. Này thì anh em nào có điều kiện chúng ta tham gia, chúng ta nạp để kiếm. Quan trọng trong cái gói quà này nó sẽ có một cái tinh hồn, đó gọi là vũ khúc tinh hồn. Đó, cái này bắt anh em nạp nha. Đúng là Vina Game chơi hơi bị tốn anh em ơi. Và chúng ta muốn có vũ khúc tinh hồn anh em phải nạp tới cái gói là 2 triệu. Rồi ở đây nó có ghi chú rất là rõ cho anh em là khi nạp đến mốc nhất định sẽ nhận được các phần thưởng cực chất ở đây anh em ơi. Như rương nội đơn ngẫu nhiên cực luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời ha, rương nội đơn ngẫu nhiên cực. Rồi tái lập X2 lệnh bài 30 ngày. Làm mới các gói nạp nguyên bảo cho anh em luôn. Đó, X2 nguyên bảo, anh em nào muốn kiếm vàng thì nạp cách này, anh em nào không muốn kiếm vàng thì chuyển vàng thôi. Giảm giá kỳ trân cá, cái này thì chắc chắn là có rồi, mỗi lần ra phiên bản sẽ có từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 anh em ạ. Rồi, ưu đãi nguyên liệu phi phong tông sư luôn. Đấu chuyển tinh di là nó sẽ tặng cho anh em cái quân thiên thất diệu lệnh từ ngày 22 cho đến ngày 25 trong 3 ngày nha anh em. Muốn chuyển phái gì anh em cứ chuyển. Rương mừng lễ mừng phiên bản mới, như vậy là chúng ta sẽ không có hoạt động thương nhân tây vực nha. Thương nhân tây vực có lẽ sẽ chuyển sang đầu tháng anh em ơi. Rồi và chúng ta hãy cùng xem là một cái phần cuối cùng, đó chính là những cái cập nhật khác. Trong này sẽ có cái gì đây? Trong này nó sẽ nói về cái hoạt động ba thuộc chiến. Cái này mình đã giới thiệu cho anh em rồi, ba thuộc chiến. Rồi trong này nó sẽ có những gì đây? Trong ba thuộc chiến này á thì mình thấy nó có một cái gọi là cái gì ta? Tên liên minh, cái này thiết lập liên minh anh em ạ. Ok, cái này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em sau. Rồi dưới này thì chúng ta sẽ có một cái mà mình thấy anh em khá là quan tâm. Nga mây thức tỉnh thì mình đã nói rồi.
đây nó sẽ có liệt kê cho anh em những cái nhiệm vụ của con Nga Mi thức tỉnh luôn nè anh em ạ. Anh em cũng có thể tham khảo đây để chúng ta tiến hành làm nhiệm vụ. Cái này thì mình cũng đã có clip làm cho anh em giới thiệu chi tiết rồi. Với Nga Mi thức tỉnh thì anh em sẽ hoàn thành các cái nhiệm vụ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ ngồi thiền tịnh tâm. Ngồi thiền tịnh tâm anh em ạ. Đây. Nó không cho mình quét khói. Đó, nhiệm vụ đầu tiên là ngồi thiền tịnh tâm. Nhiệm vụ thứ hai đó là đào 5 lần tàn bản đồ. Nhiệm vụ thứ ba là vượt Lăng Tuyệt Phong 1 lần. Anh em chỉ cần vô map Lăng Tuyệt Phong là được rồi anh em ạ. Rồi, nhiệm vụ thứ tư là hoàn thành 1 lần nhiệm vụ trừng ác. Nhiệm vụ thứ năm đó là tham gia thủ lĩnh giả ngoại. Sau khi làm xong 5 nhiệm vụ này, anh em nhận được 5 cái tính vật này, chúng ta sẽ bắt đầu thức tỉnh. Nói chung cái quá trình thức tỉnh của con Nga Mi thì nó sẽ có cái hiệu ứng rất là đẹp cho anh em. Rồi tiếp đến là cái nhiệm vụ thức tỉnh của cái con Tiêu Dao. Tiêu Dao thì nó đơn giản hơn anh em ơi, đơn giản hơn. Nhưng mà nhiệm vụ thì hơi khó xíu. Đầu tiên anh em tham gia 1 lần Minh Chủ Võ Lâm ha. Nhiệm vụ thứ hai là tham gia thi đấu môn phái. Nhiệm vụ thứ ba là tham gia danh tướng. Nhiệm vụ thứ tư là tham gia tâm mao cảnh. Đó, 4 nhiệm vụ đó chúng ta làm xong chúng ta sẽ thức tỉnh được con Tiêu Dao. Mà nói chung con Tiêu Dao thức tỉnh thì nó sẽ không có cái hiệu ứng gì cả anh em ạ. Chỉ cần làm xong anh em kích hoạt xong cái là thức tỉnh thành công. Thì cái con Tiêu Dao thức tỉnh nó gọi là con Ngự Phong. Còn cái con Tiêu Dao chưa thức tỉnh gọi là con Du Hồng. Và cái con Nga Mi thức tỉnh nó gọi là con Diệt Ý. Và con Nga Mi chưa thức tỉnh gọi là con Từ Tâm. Mà nói chung là làm con Tiêu Dao thức tỉnh đó anh em ạ. Thì mình cảm giác là con Tiêu Dao thức tỉnh nó quá mạnh. Lúc đó chẳng còn ai chơi Tiêu Dao nữa cả. Còn đối với Nga Mi thì sẽ phân ra hai đường, một đường thủ, một đường hỗ trợ, một đường đam. Thì cái này anh em có thể lựa chọn, nó cũng có sự lựa chọn. Còn đối với Tiêu Dao anh em chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là chúng ta chơi con Tiêu Dao thức tỉnh thôi. Và một cái chỉnh sửa cuối cùng nữa đó chính là nó sẽ cập nhật điều chỉnh môn phái. Và ở đây có một cái font nho nhỏ thì mình muốn cùng mổ xẻ với anh em chỗ này ha. Ở đây ghi rất rõ là gì? Điều chỉnh môn phái Nga Mi Diệt Ý. Cái này nó không cho mình quét khói ta. Đây anh em ạ, điều chỉnh môn phái Nga Mi Diệt Ý. Này nó bị dính cái gì rồi anh em ơi. Nhưng mà rõ ràng con Nga Mi Diệt Ý nó gọi là con Nga Mi thức tỉnh anh em ạ. Mà rõ ràng ra tự nhiên ra con Nga Mi thức tỉnh rồi thêm cái phần điều chỉnh môn phái đang chi nữa vậy. Không biết nó ghi vậy có nghĩa là gì. Thật ra thì trong cái phần điều chỉnh môn phái này nó sẽ điều chỉnh cho anh em tổng cộng là 5 môn phái nha. Con Nga Mi Diệt Ý chắc chắn là chỉnh rồi, nhưng mà chỉnh ở các phiên bản trước. Bây giờ nó gom về Việt Nam thì chắc chắn đã chỉnh rồi anh em ạ. Kể cả con Tiêu Dao Ngự Phong này cũng đã được chỉnh sửa khi về Việt Nam rồi. Và trong đó nó sẽ chỉnh sửa thêm cho anh em những môn phái khác. Đó chính là đầu tiên là chỉnh sửa con Thiếu Lâm là sẽ được búp thêm đam. Hệ Mộc thì có Tiêu Dao rồi. Hệ Thủy thì chúng ta sẽ có chỉnh sửa con Nga Mi thường anh em ạ. Con Nga Mi chưa thức tỉnh cũng sẽ được búp thêm một lượng đam lên. Con Huyền Thủy thì sẽ giảm rất nhiều ở con Huyền Thủy nha anh em. Cái này mình đã có làm clip rồi, anh em có thể tham khảo lại. Và chỉnh sửa thêm hệ thổ thì sẽ giảm ở cái con Võ Đan Khôn Nguyên. Võ Đan Khôn Nguyên sẽ bị giảm đi một cái lượng sát thương nho nhỏ. Và một chỉnh sửa cuối cùng nữa là nằm ở một phái Đào Hoa. Đào Hoa sẽ được búp tăng sát thương lên ở 3 kỹ năng. Đó là chi tiết về cái vấn đề chỉnh sửa 5 môn phái trong cái phiên bản này. Ở đây thì web không có ghi, nhưng mà mình chỉ thấy nó hơi ngộ cái tự nhiên ra con Nga Mi thức tỉnh Diệt Ý xong rồi điều chỉnh môn phái, điều chỉnh luôn cả con Nga Mi thức tỉnh mới vừa cập nhật. Nói chung là ghi cái nội dung này thì mình cũng không chấp nhận được anh em ạ. Và nó sẽ còn rất nhiều cái những cái điều chỉnh cập nhật khác, thì cái này mình sẽ cố gắng khám phá để mình sẽ chia sẻ đến cho anh em nha. Như vậy là mình đã vừa thông tin đến cho anh em những cái nội dung sẽ được cập nhật trong cái phiên bản đó là Thương Kiếm Như Mộng vào ngày mai, ngày 22 tháng 6. Thì hy vọng những thông tin của mình vừa cung cấp sẽ giúp ích được cho anh em rất nhiều trong cái quá trình trải nghiệm. Và những cái nội dung nãy giờ mình chia sẻ, có những clip chi tiết thì mình sẽ để trong cái phần bình luận nha. Anh em quan tâm đến nội dung nào thì chúng ta sẽ kích vào cái clip đó để chúng ta tham khảo chi tiết hơn nha anh em ơi. Mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu ra để theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.